Ôi bác ơi nghe máy đi. Đây 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 đây, tôi đây. Khổ quá. Phanh phanh phanh. Ôi giời ơi, làm cái gì đấy? Gọi thì không nghe. Đang chuyển nhà đấy thầy. Ông là bạn thân tôi thì gọi tôi mới đến thì không còn lâu ấy. Bao việc. Cứu tôi pha này. Chuyện gì? Hôm nay thì kỷ niệm ngày cưới. Tôi chẳng biết phải tặng cho vợ tôi cái gì cho nó hợp lý cả. Bởi vì sao? Vợ tôi nhá, từ trước đến giờ này tặng vòng vàng. Ôi trời ơi, khiếp, làm như giàu lắm ý. Xa chỉ nó mà vừa thôi. Tôi mà tặng nước hoa mỹ phẩm đi. Tặng nước hoa cái ôi trời ơi, chê người ta hôi à. Này, người ta như công chúa Hàm Hương ý nha, không cần đâu. Càng nói càng y hịt vợ tôi luôn. Cái còn quần áo với cả ấy, nếu mà có tặng ấy là toàn treo vào tủ thôi chứ cũng có bao giờ dùng đâu. Thế thì khó thật chứ. Thế ông đã chuẩn bị được cái quà gì chưa? Đúng rồi đây. Khổ quá. Đây, năm nay ấy, thì tôi dự tính là tôi tặng cái này. Ui, vỡ. Khéo không vỡ. Tặng gạch à? Tặng gạch xây nhà. Đây ấy, là tôi định là tôi tặng cái bí kíp hâm nóng tình yêu. Sách để cho vợ tôi hiểu tôi như nào. Trời ơi. Ông mà tặng cái cuốn sách này vợ ông đày ông cả đời luôn. Ngồi vào đây. Như nào? Ngồi vào. Nói luôn. Cái gì đấy? À? Ông ấy chính là giá trị cốt lõi của món quà. Ông ấy là món quà lớn nhất của cuộc đời vợ ông. Đúng kìa. Đúng vậy. Nhưng mà này. Không phải thắt nơ chứ, quà kia phải thắt nơ chứ. Nơ bướm cứ để tôi. Ơ kìa. Ôi. Hả? Đi ra. Úi giời. Để mà hôm nay chúng ta nói về chuyện tặng quà cho phụ nữ thì tôi nghĩ tôi với Đức Bảo chắc cũng không đưa ra đáp án được. Mặc dù anh em chúng tôi đã lập gia đình rồi và đã có kinh nghiệm rồi đấy. Nhưng thực sự là chưa bao giờ tự tin trong chuyện này. Bởi vì sợi dây kinh nghiệm đấy vẫn đang rút tiếp. Và bài toán này thì có lẽ là không bao giờ có lời giải. Bởi vì tôi nghĩ rằng là với mỗi một người phụ nữ ở một thời điểm khác nhau trong một ngày, họ cũng có những cảm xúc suy nghĩ khác nhau. Đối với chị em phụ nữ thì chúng ta cánh mày râu là phải dùng cả đời mới ra mới có thể hiểu được tâm ý của cô như nào. Rõ ràng không chỉ là những ngày lễ mà kể cả những ngày thường thôi, chị em phụ nữ thì cũng rất là thích tặng quà. Đấy, thế nhưng mà gợi ý thì cũng có gợi ý đấy. Nhưng đến khi mà cầm cái món quà mà người ta gợi ý đến thôi rồi lại bảo không phải, rõ ràng là không phải. Thành ra là hoặc là dẫn đi, tự chọn, xong rồi mình trả tiền. Hoặc không thì thôi là món quà đến như nào là mình gọi là mình đưa tiền cho người ta tự đi mua. Không bao giờ có thể rằng là chúng ta mua được một cái món quà coi như là chuẩn với những cái gì mà vợ mình gọi là mong muốn. Lúc thì là gì nhỉ, là cái màu này nó không phù hợp với em, lúc thì là cái gọi là cái này nó coi như là tại sao anh mua đắt thế, rồi rất nhiều thứ nữa. Chưa kể chúng ta đều biết rằng là một cái màu son đỏ thôi là nó sẽ có đến 100 cái gọi là cái sắc đỏ khác nhau. Để mà mua được một cái gọi là thỏi son đỏ thật sự là khó khăn với đàn ông anh em chúng ta. Nói thật là trong suốt thời gian vợ chồng bắt đầu cưới đến bây giờ cũng được 26 năm, chưa lần nào tôi tặng quà mùng 8 tháng 3. Thế 20 chưa một lần nào. Thế mà anh vẫn còn toàn vẹn được đến đây. Bởi vì là không hiểu tại sao, đây là một sự thật. Và cứ mỗi một lần mình nói một cái lời yêu thương với cái người mình đang rất yêu thương ấy, mình có một cái cảm giác như nó bị kiên cữa một cái gì đấy. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày mình luôn yêu thương họ, mình nâng niu họ, nhưng tại sao lại phải có một ngày đặc biệt để cho cái tình yêu đó nó lại trồi lên một cách bất thường. Đây là quan điểm riêng của tôi. Trong suốt 26 lần mùng 8 tháng 3 của bà xã, chưa một lần nào tôi tặng quà, nhưng có được nhắc rất là khéo. Ví dụ như là ô thế tại sao anh không tặng hoa mà, và ôi thế mùng tháng 3 đấy rồi nhỉ. Anh là tôi biết là bạn ấy nhắc một cách rất là nó hơi có một tí hài hước trong đấy, thì tôi cũng có nói là có cái gì đâu, anh là một bông hoa biết nói này, là một bông hoa kiếm được ra tài chính này, một bông hoa có thể làm cho em vui, chứ không phải cái bông hoa mà có thể cắm vào cái lọ hoa. Vợ anh Hùng thực sự rằng là một người phụ nữ quá tuyệt vời, thật sự là hiếm những người phụ nữ như vậy. Còn đàn ông như anh Hùng thì rất là nhiều. Thật sự là đúng như rồi, thế. Đúng rồi. Nhiều đấy nha. Họ cần một món quà, nhưng không phải là một cái món quà một cách cụ thể. Cái mà họ cần đó là một cái sự để tâm. Quay trở lại với những người thanh niên lập gia đình được vài năm như anh em mình, tặng quà cho phụ nữ ấy, nó giống như chơi một cái game. Mình vượt qua được level là mình có để tâm là ngày này mình cần phải mua một món quà gì đấy.
mình vượt qua level đấy thì phải thế nào? Xem cái món quà đấy là món quà gì, sau đó lại là gì, tặng vào lúc nào, sau đó nữa là gì, cách tặng như thế nào. Tôi nghĩ rằng là vượt qua được hết những cái đấy thì sẽ có một level tiếp theo nữa mà tôi không biết nó là cái gì. Vâng, tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất thì trong bốn điều mà Đức Bảo vừa đưa ra thì cá nhân tôi đánh giá cái cách để tặng cho người phụ nữ món quà có vẻ là thứ nên quan tâm hàng đầu. Đúng là nó sẽ là thứ khó nhất, nhưng nếu như mà không quan tâm đến nó ngay từ những lượt đầu tiên ý, thì đôi khi là món quà giá trị lớn chưa chắc đã trôi. Tôi nhìn thấy ở đâu đó rằng là cái thứ mà người phụ nữ cần đó là cái gọi là cái tấm lòng. Giống như là anh Hùng, anh có không tặng quà đi chăng nữa, nhưng cái tấm lòng của anh ý, vợ anh ý cảm nhận được. Trong khi rất nhiều anh em của chúng ta tặng đủ các kiểu, bày ra đủ mọi coi như là chiêu thức, nhưng cái tấm lòng nó không có ở đấy. Giá trị của một món quà thì đương nhiên nó không nằm ở trị giá. Đàn ông chỉ cần một cái tích tắc rất là nhỏ để ý đến họ bằng tình yêu thôi, họ nhìn ra ngay. Để thay cho cái món quà lớn mà lại không có tình yêu trong đấy, nó chỉ là một sự đối phó hay là một cái điều gì đó nó mang tính chào mời, họ cũng nhìn ra, họ nhận món quà đấy thật đấy, nhưng họ hiểu hết được cái món quà đấy nó là như thế nào. Dù ít dù nhiều, chúng ta vẫn phải có. Đúng. Và quan trọng nhất ở đây là đừng để cái giá trị của món quà nó là thước đo của tình cảm giữa hai người. Bởi vì đơn giản là nó tùy thuộc vào mức độ và tài chính kinh tế của người đàn ông. Cách tặng quà vẫn là cái quan trọng nhất mà cánh mày râu trong những ngày đặc biệt của người phụ nữ thì hãy luôn luôn để tâm. Các bạn hãy tự tin và dành tình cảm thật chân thành cho người bạn, người yêu của mình là ổn.